Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác. Thì mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã G nha các bác. Mã 1G em có một bộ rượu. Một bộ rượu gồm có một đủ một bình và 5 cái chung để uống rượu nha các bác. Và bộ này của em thì rất là hoàn hảo ạ. Rất là hoàn hảo với một chiếc bình. Có đầu là đầu con rồng. Và cái bình này nó là một cái bình rất là đặc biệt, ở một cái là nó là dòng bình độc lạ và nó tự ngắt nha các bác. Các bác rót rượu vào đầu này và rót ra đầu này nhá. Và mỗi lần các bác rót thì nó sẽ chỉ đủ tới chạm tới mốc của một cái chén này và nó sẽ dừng lại. Chứ nó không ra tiếp được nha các bác. Đấy. Thế sau đó mình rót sang chén khác thì bắt đầu nó lại đầy tiếp một chén khác. Tới một vừa chạm đến một cái chén này là nó lại ngắt. Rất là hay và rất là độc lạ. Và cái nguyên lý hoạt động của nó thì cũng giống như là những cái chiếc bình em đã giao lưu với các bác trước đây. Và những cái ly tham thủy thâm ấy ạ. Và đây là các nghệ nhân họ khi họ làm ra một cái tác phẩm gốm sứ thì họ cũng nghiên cứu cái định luật, cái chân lý hoạt động của nó. Rất là, nói chung là rất là hay để cho các bác có thể sưu tầm và mình có thể tìm hiểu những cái nguyên lý hoạt động của nó ạ. Và bộ này của em thì có đầy đủ, gồm một chiếc bình. Chiếc bình dung tích cũng lớn nhé các bác, chuyện nổi luôn. Chuyện ký của nghệ nhân nổi ạ. Và được vẽ tay hoàn toàn luôn, vẽ tay hai mặt nhé các bác. Rất là đẹp và rất là độc lạ luôn. Và em đo kích thước ạ. Kích thước của bình là miệng. Chiều cao là 16.5 cm nhé các bác. Chiều ngang là từ bên vòi cho đến quai là 18 cm ạ. 18 cm và bình này rơi vào khoảng tầm 500-600 ml đấy ạ. Rất là to nha các bác. Đấy. Và kèm theo là 5 chiếc chén cùng họa tiết mộc vẽ tay. Kích thước chén là 5.5, chiều cao là 4.2 cm ạ. Và mã là một bộ này thì em xin giao lưu với các bác giá là 1.750.000 nhá. Bác thích thì chốt cho em mã 1G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Những cái bộ trước đây thì nếu mà có đủ bộ như này thì giá rơi vào tầm cũng tầm 1.8-1.9 rồi. Hôm nay cái giá rất là tốt luôn ạ. Mã số 2 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc khay trà mộc có màu chủ đạo đó là màu nâu vàng, rất là đẹp luôn ạ. Chiếc khay trà này các bác có thể sưu tầm để mình đựng bộ trà. Đây, nó có hai đáy nha các bác, hai đáy rất là đẹp luôn. Và lành tích nguyên vẹn với những cái nét mộc mạc nhưng mà vô cùng đẹp. Đấy, dành cho bác mà đang cần một cái khay để mình có thể đựng những cái bộ trà mộc rất là xinh luôn. Size của nó là 30 cm ạ. Và chiều cao là 3.5 cm nha các bác. Và mã là 2G, chiếc khay trà mộc này em xin giao lưu với các bác giá là 520.000. Mã là 2G, các bác thích thì chốt cho em mã 2G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 3G ngày hôm nay em có một bức tượng em bé thiên thần bằng gốm sứ rất là đẹp luôn. Hình ảnh em bé với đôi cánh màu trắng như các bác và bộ quần áo trắng như thiên thần, khuôn mặt rất là xinh xắn. Đấy, rất là đẹp nhá. Thì cái này các bác có thể mua để deco trưng bày. Chiều cao của tượng là 18 cm và chiều ngang là 12 ạ. Và mã là 3G, bức tượng thiên thần, em bé thiên thần em xin giao lưu với các bác giá là 390.000. Các bác thích thì chốt cho em mã là mã 3G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 4G ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ gồm có 5 cái chén để uống trà. Họa tiết là tre trúc, men lam nha các bác. Chén dáng tròn, cốt rất là dày dặn và rất là dễ ghép bộ nhá. Bộ này của em thì kích thước chén là 7.8, chiều cao là 5.2 và mã là 4G. Bộ 5 chén này thì em xin giao lưu với các bác giá là 220.000. Các bác thích thì chốt cho em mã là 4G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Mã 5G ngày hôm nay em mới về một chiếc ấm trà Bizen bản mini rất là đẹp để cho các bác có thể mình mua để sưu tầm hoặc là pha trà, với hình ảnh một chú rùa. Chú rùa biểu tượng cho sự trường thọ nha các bác. Được đắp nổi ở trên nắp của ấm. Và lọc của ấm là lọc hoa mai. Lọc hoa mai rất là nhỏ, thích hợp cho các bác uống trà, những trà mạn nhỏ ấy ạ. Đấy, và triện ký của nghệ nhân. Dòng làm thủ công.
và họa biến rất là đẹp nha các bác, với hai cái xoáy đấy ở hai bên như này đối xứng rất là xinh luôn. Trên là trên nắp là biểu tượng của một con rùa vô cùng đẹp ạ, nổi toàn bộ nha các bác và rất là độc lạ luôn. Thì ấm này của em dung tích size nhỏ thôi ạ, và những chiếc ấm nhỏ như này nha thì rất giá, nói chung là bây giờ được rất là nhiều bác chuộng, tại vì những cái ấm to ấy thì các bác rất là dễ kiếm, nhưng mà những cái ấm nhỏ vừa vặn để sưu tầm như này thì cực kỳ là khó sưu tầm và cực kỳ là khó kiếm nhá. Dung tích thì rơi vào khoảng tầm 150ml thôi ạ. Miệng của ấm là 5.5, chiều cao là 5 cm, và nếu mà tính cả toàn bộ rùa là 7 cm ạ. Và chiều ngang từ vòi cho đến thân bên này là 7.8 cm. Và chiếc ấm Mizen này mã là 5G. Em xin giao lưu với các bác giá là 3.250.000. 3.250.000 cho chiếc ấm rùa nổi nha các bác. Cái dòng nghệ nhân được làm thủ công, làm tay rất là kỳ công luôn ạ. Và giá cực kỳ là ok nha. Giá có 3.250.000 thôi ạ. Và bình thường là những cái chiếc ấm dòng nổi như này mà size to hơn ấy, thì dễ kiếm hơn. Còn size nhỏ như này thì rất là khó kiếm nha các bác. Mã 6G ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ gồm có cặp ly phu thê bách hoa dòng Kutani. Và cái dòng này em nhớ em đã giao lưu ra khoảng cũng khá là nhiều cặp phu thê, nhưng cặp hôm nay thì phải nói là đẹp hoàn hảo ạ. Cặp này của em thì còn nguyên hộp nha các bác, nguyên hộp gỗ như này, và bên trong nó còn có sổ thẻ giấy khai sinh để cho các bác mình có thể làm quà tặng hoặc là mình có thể mua để về sưu tầm nha các bác. Đây một cặp luôn. Đây là cái dòng Kutani chuyên sản xuất ra những chiếc bình như thế này ạ, rất là có tiếng nha các bác. Đấy. Và chiếc cặp ly này của em là một cặp ly phu thê gồm có hai chiếc. Đây họa tiết là vẽ bách hoa tầng tầng lớp lớp được vẽ tay, và người nghệ nhân sau đó họ vẽ vàng trên những cái lớp hoa đấy nha các bác. Và chuyện tất nhiên là chuyện Kutani rồi. Đấy, trên nắp cũng được vẽ và những cái viền vàng của nó còn rất là đẹp luôn, kể cả là viền vàng miệng cho đến những cái hoa rồi những cái nhấn nhá ấy, những cái nét vẽ vàng ở trên sản phẩm trên ly đều còn nguyên, còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, đây là cái ly nhỏ hơn ạ. Đấy, lành tích 100% và không bị lỗi lầm, không bị tì vết gì hết nhá. Đo kích thước ạ. Ly nhỏ của em thì kích thước là 6.2, chiều cao của nó là 8 cm, không tính nắp ạ. Ly to thì kích thước của nó là 7 cm và chiều cao là 8.6, không tính nắp nha các bác. Và mã là 6G thì cặp ly phu thê bách hoa này em xin giao lưu với các bác giá là 3.500.000. Cái giá cách đây khoảng một năm về trước em cũng giao lưu cũng giá rơi vào khoảng tầm này rồi. Năm nay giá đấu cao hơn, phí vận chuyển, tiền cước, mọi thứ nó đều tăng, nhưng mà em vẫn tính cái giá như cũ, như xưa nha các bác, để các bác mình có thể sưu tầm được những cái sản phẩm đẹp độc lạ mà giá lại hợp lý. Đấy. Và các bác thích mã này thì chốt cho em mã là 6G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã số 7G ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một cặp bình. Cặp này gọi là cặp bình phú quý thuộc dòng hàng Âu của Đức, hàng Đức xưa nha các bác. Và cặp này đó là một cặp, các bác nhìn thấy cái hoa hồng được vẽ tay đối xứng không ạ? Đây, vẽ tay đối xứng với cả bên này. Nó là một cặp của nó nhá. Nên là để mà sưu tầm được hai chiếc bình cùng một cặp, cùng một nghệ nhân như thế này phải nói là rất là kỳ công nha các bác. Và mã là 7G, em có hai chiếc bình chuyện, có chuyện đáy, chuyện hàng xưa nha các bác. Đấy, chuyện số và họa tiết được nghệ nhân vẽ tay với hình ảnh hoa hồng. Rất là đẹp luôn nha các bác. Tông màu sắc thì rất là trầm nhưng mà vô cùng sang trọng. Đấy. Và cái chiếc bình này của em vàng viết cái thứ vẫn còn rất là đẹp nha các bác. Lành tích 100% và vô cùng đẹp. Dáng miệng nhỏ, bụng to, hút tài, chiêu lộc nha. Rất là đẹp dành cho những bác mà mê đồ Âu ạ. Thì kích thước của bình này, miệng của nó là 3 cm, chiều cao là 21 cm nha các bác. Chiều cao là 21 cm ạ. Và em đo vòng bụng. Vòng bụng của chiếc bình này là 25 cm ạ. Và mã là 7G. Chiếc cặp bình này thì em xin giao lưu với các bác giá là 8.200.000. Mã là 7G.
Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Mã tiếp theo là mã 8G, ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc sông trầm bách hoa dòng Kutani nha. Và chiếc sông trầm này của em nó có một cái điều đặc biệt là giống như những chiếc sông trầm khác thì ngoài lớp bách hoa, họ vẽ bách hoa đây thì ở dưới đáy của nó cũng được vẽ phun kín hết luôn nha các bác. Thường thường là những chiếc sông trầm khác họ chỉ vẽ đến phần này là họ sẽ dừng và phần đáy họ không vẽ nha. Nhưng chiếc sông trầm này của em có một cái đặc điểm là họ vẽ phun kín hết, phủ hết toàn bộ, không chừa một chỗ nào nha. Trừ phần trong của cái sông trầm này thì tất nhiên rồi. Đây ạ. Cái họa tiết bách hoa vẽ các loại hoa, vẽ hàng trăm lớp được xếp lên xen sát lên nhau tạo nên một cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là triện Kutani nha các bác. Triện Kutani vàng, hai chữ ở dưới đáy á, và có ba chân, rất là đẹp. Và chiếc sông trầm này của em thì các bác có thể mua về mình trưng tủ hoặc là mình sử dụng rất là xinh xắn luôn ạ. Và kích thước miệng của nó là 8 cm, chiều cao tính cả nắp là 10 13 cm ạ, tính không nắp thì là 10 cm nha các bác. Nhưng mà cái vòng bụng của chiếc sông trầm này thì cũng khá là to đấy ạ. Vòng bụng của nó thì rất là xinh to. Để em nói kích thước cho nó xem. Vòng bụng của nó lên đến 39 cm nha các bác. Và mã là 8G. Chiếc sông trầm này thì em xin giao lưu với các bác giá là 4 triệu 500 nghìn. Giá cực kỳ là tốt đấy ạ. Với những chiếc sông trầm như năm ngoái là em năm kia em có giao lưu thì cũng rơi vào tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu rồi. Mà nó là dòng bách hoa, nhưng mà dòng bách hoa thì vẽ họ sẽ không vẽ phun ở phần dưới đáy đâu ạ. Nên đấy là điểm đặc biệt của chiếc sông trầm này. Mã là 8G. Tiếp theo mã 9G, ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một cặp bình dòng của Noritake nha các bác, dòng Noritake xưa. Và cặp bình này của em thì có họa tiết là hoa hồng được trên nền đỏ. Màu đỏ này nó là màu đỏ nhung nha các bác, hoa hồng nhung rất là đẹp và rất là quý phái ạ. Và em có sưu tầm được một cặp sứ, chất sứ của nó là sứ sương nha các bác. Sứ sương, và đặc biệt nó là của hãng Noritake. Rất là đẹp luôn. Và để sưu tầm được một cặp như này thì phải nói là rất là kỳ công cho các bác. Về các bác mình có thể sưu tầm hoặc là mình mua về cắm hoa, trưng cả cặp như này nó rất là đẹp nha. Cái họa tiết hoa hồng rất là xinh. Nói chung là vẽ cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mặt trước thì bao giờ hoa hồng cũng to, to hơn mặt sau nha các bác. Và tình trạng bình cặp bình này của em thì phải nói là đẹp hoàn hảo nha, không có một lỗi lầm gì cả. Kích thước của bình miệng là 6.5, chiều cao là 21 cm ạ. Chiều cao là 21 cm. Và vòng bụng của chiếc bình này em đo nha. Vòng bụng là 33 cm ạ. Và mã 9G cặp này thì em xin giao lưu với các bác. Cặp này giá là 4 triệu 500 nghìn. Mã là 9G. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 10 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc sông trầm. Một chiếc sông trầm em mới về còn nguyên hộp gỗ nha các bác. Với cái chiếc sông trầm này các bác có thể làm quà tặng, quà biếu rất là đẹp ạ. Và sông trầm này của em nó là dòng Kutani gấm. Họa tiết vẽ là bách nhân nha các bác. 100 vị đang ngồi bàn luận. Và họa tiết được vẽ tay toàn bộ, vẽ thủ công, sau đó vẽ vàng, phải nói là đẹp đẳng cấp nha các bác. Trước đây em nhớ là em đã từng giao lưu một chiếc sông trầm như này rồi. Và giá là rơi vào khoảng tầm 6 triệu rưỡi đấy ạ. Và em đã giao lưu rồi. Hôm nay em giá săn được cái giá cực kỳ là tốt để cho các bác mình có thể sưu tầm. Giá rất là hợp lý nha. Trên nắp của nó là vẽ gấm, vẽ vàng, hoa cúc được vẽ nổi, rất là đẹp, viền vàng các thứ, mọi thứ là còn hoàn hảo nha các bác. Size nhỏ nhắn vừa vặn xinh xắn, triện của nó triện đỏ và ký triện ký vàng, có ba chân như này, vô cùng đẹp xuất sắc nha. Tích là ngựa tích người đấy. Và em đo kích thước ạ. Miệng của chiếc sông trầm này là 6.5, chiều cao mà tính cả cái nắp thì là 11, không tính nắp thì là rơi vào 8.2 cm ạ. Và mã là 10G. Chiếc sông trầm bách nhân này em xin giao lưu với các bác giá là 5 triệu 800 nghìn. Các bác thích thì chốt cho em mã 10G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Đấy, một chiếc sông trầm size vừa vọng vừa vặn, nhỏ nhắn xinh xắn mà giá lại rất là ok. So với năm ngoái thì đấu cao, nhưng mà em săn được cái giá nó hợp lý thì em để
giá thời điểm em đấu, ví dụ năm ngoái đấu cao hơn thì giao lưu giá cao hơn, và năm nay giá hợp lý hơn thì lại giao lưu với các bác giá hợp lý hơn. Đấy, nên là các bác tranh thủ, nếu mà mình ưng là mình chốt luôn. Tại vì cái giá này thị trường bây giờ người ta sẽ rất ít khi tung ra những cái mặt hàng mà người ta đã sưu tầm được ạ, mà cái giá lại thấp hơn nên so với thời điểm năm ngoái đó ạ. Đấy, thế nên là em săn được cái giá là vô cùng hợp lý cho các bác chơi ạ. Mã 11 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc đĩa tranh với khung bên ngoài làm khung gỗ. Giống như những cái tay, giống như cái hình cái tay lái của chiếc thuyền đấy các bác, chiếc chiếc tàu biển đấy. Đấy, các bác có thể mình mua để sưu tầm hoặc là mình trưng. Chiếc đĩa này là hàng của Anh nha các bác, họa tiết được vẽ vàng và vẽ thủ công với hình ảnh một chàng trai và cô gái trong khu rừng cổ tích với những chú chó rất là đáng yêu, hoa, cái khung cảnh vô cùng lãng mạn và bình yên nha các bác. Vẽ tay và vẽ vàng đây cho các bác xem, nó đẹp xuất sắc luôn đấy. Và bên trong đằng sau như này đấy. Cái này các bác có thể mình mua để mình treo treo lên, cái này là phần treo nha các bác, treo, và chất xứ của nó là xứ xương hàng Anh đấy. Cái này là nhà em dán thêm vào cho nó chắc thôi để gia cố cho các bác, chứ còn cái này cũng đã chắc rồi đấy. Khung khung gỗ của người ta rất là đẹp nha, và size của cái này cũng khá là to do kích thước nha. Chiếc đĩa tranh của em thì size là 26 cm, và nếu mà tính cả khung thì rơi vào khoảng tầm 36 cm nha. Và mã là 11G. Chiếc đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 1.200.000, 1.200.000 nha các bác, với cả khung cả đĩa luôn. Và mã là 11G. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 ạ. Tiếp theo mã 12 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một siêu phẩm phải nói là cực kỳ là VIP. Em mới về thì chiếc bình này của em là chiếc bình lục cạnh như các bác, và toàn bộ được vẽ tay và vẽ thủ công, vẽ vàng nổi cộm luôn. Đây, các bác nhìn thực tế, mỗi một cái họa tiết của một cái như một bức tranh nhá, bức tranh từ nhỏ cho đến lớn nhá. Đầu tiên là em nói phần miệng đây, phần miệng là được vẽ tay và vẽ vàng trên này không nói này, cái cốt dạng theo thời gian, và phần thứ hai đây của nó hoàn hảo nhá, rất đẹp luôn. Đấy, với cảnh những cái hoa rồi quốc huy rồi tùng cúc trúc mai đấy, quốc huy của Nhật Bản là hoa cúc vẽ vàng. Và đây đầu tiên là cảnh của cái mặt trước đầu tiên đấy ạ, mặt chính diện đó là những hình ảnh những cô gái gây sa vui chơi bên cạnh những cái người giống như kiểu là vua chúa đấy ạ. Đấy, ở phần dưới này toàn bộ những cái họa tiết hoa văn trên những chiếc áo gấm hay là bộ kimono, bộ quốc phục ạ, đều được vẽ tay và vẽ vàng, sau đó có hình ảnh hoa cúc được vẽ nổi trên phía trên như các bác và những em bé đấy, những phong cảnh. Và bên này phần nhỏ nhỏ này là những cái vua quan lạ quan trong triều đình nha các bác, trong triều đình của Nhật Bản, và dưới này là các cái vị Tích La Hán đấy, vị Phật này, phần phía dưới này. Đấy, một cái khung nhỏ này là một cái bức tranh, xa xa là khung cảnh nha các bác, núi non sơn thủy hữu tình này, rồi đây là các quan văn quan võ này, rồi các tích Phật bên này đấy, lại là một bức tranh khác đẹp xuất sắc luôn ạ, không có một cái từ gì để chê. Và đây nó là một cái hình ảnh quốc uy của Nhật Bản, đó là hoa cúc và được vẽ vàng và sau đó vẽ nổi nha các bác. Đây là hình ảnh cây tùng này, xa xa là núi này đấy, sông nước đây, các quan thần quan văn quan võ vô cùng đẹp ạ. Phần bên này đấy, quan văn quan võ để các bác xem kỹ ạ. Đấy, và cái thứ hai nữa đây, bên này cũng có nhá, đây các cái vị Phật Tích La Hán đây. Và cái đặc biệt ở chiếc bình này của em cho các bác xem, đó là các bác xem cái chuyện này, cái chuyện này của em nó là chuyện cực kỳ là VIP. Nếu như các bác chơi dòng Satsuma thì các bác biết rồi, một cái chuyện hoàng gia cực kỳ là xuất sắc và đẳng cấp nhá. Với một chiếc bình lục giác sáu cạnh được vẽ phun kín hết và rất là giá cực kỳ là tốt luôn để cho các bác có thể sưu tầm, chiếc bình vô cùng đẳng cấp luôn ạ. Em đo kích thước cho các bác xem nha. Kích thước của bình này miệng là 12 cm, chiều cao là 37,5 cm, 37,5 cm nhá. Và chiếc em đo vòng bụng, chiếc này vòng bụng của em là 52 cm, 52 cm nha các bác. Và mã là 12G. Em xin giao lưu với các bác chiếc bình này giá là 32.500.000.
Các bác thích thì chốt cho em mã 12G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Một chiếc bình Satsuma rất là đẳng cấp luôn ạ. Mã là 12G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Tiếp theo mã 13G, ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc bình Âu xưa. Chiếc bình này của em thì có vẽ hai mặt, đó là những hình ảnh ạ. Những chàng trai cô gái trong cung điện này với những em bé thiên thần, chim họa chim và hoa xung quanh. Đấy, họa tiết bên ngoài thì được vẽ vàng. Chiếc bình size rất là to và cao nha các bác. Đấy, chiếc bình này phải nói là rất đẹp. Vẽ cả hai mặt luôn, thường thường là nó chỉ vẽ một mặt thôi, mặt sau nó sẽ vẽ họa tiết khác hoặc là nhỏ hơn. Nhưng mà chiếc bình này của em đặc biệt cái là nó vẽ cả hai mặt luôn để cho các bác có thể sưu tầm. Thì chiếc bình này kích thước rất là lớn nhá, miệng là 20 phân, chiều cao là 60 phân và vòng bụng là 72 cm ạ. Vô cùng đẹp xuất sắc luôn, họa tiết vẽ cả hai mặt với phong cảnh hoàng gia vô cùng xuất sắc. Đấy, và cốt xưa nhá. Cốt xưa châu Âu rất là đẹp luôn. Đấy. Và chiếc bình này của em thì mã là 13G, em giao lưu với các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Giá là 4 triệu 600 nghìn. Các bác thích thì chốt cho em mã là 13G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhé. Mã 14G ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ trà Kutani xưa. Bộ trà này của em thì gồm có một bình trà, họa tiết là vẽ vàng và vẽ phong cảnh những cây cầu, những ngôi nhà, xa xa là thuyền, sông nước và hình ảnh núi Phú Sĩ nha các bác. Với họa tiết trên nền màu chủ đạo đó là màu đen và vẽ vàng. Đây, triện của nó là triện vương miện, rất là đẳng cấp nha các bác. Họa tiết được vẽ tay và vẽ thủ công hoàn toàn luôn. Trên cả trên nắp cũng được vẽ tay nha các bác. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Và chiếc bình này của em có lọc là lọc hoa mai 8, 10 lỗ nha các bác. 10 lỗ để các bác có thể pha trà mạn, mua để sử dụng, uống trà rất là đẹp luôn. Và một kèm theo là một cái hũ để đựng đường hoặc là mình đựng trà nha các bác. Hũ để đựng đường, đựng trà cùng họa tiết và những cái nét vẽ tay được vẽ vàng tạo lên cái điểm nhấn của cái chiếc bình vô cùng xuất sắc luôn ạ. Đấy, mình đựng trà hoặc đường, những cái nét vẽ vàng còn nguyên nha các bác, rất là xuất sắc luôn. Và kèm theo là một cái rót nha các bác, một cái rót đấy cùng họa tiết luôn. Và quan trọng là cái độ mới của nó còn rất là cao nha. Bộ này thì của em thì còn có 5 set nhưng mà có một set đó bị lỗi nha các bác, một cái tách, một cái ly này nó bị lỗi này. Đấy, và cái đây là chiếc đĩa của nó, đây chiếc đĩa lót nha. Họa tiết trên chiếc tách phải nói là nó đẹp không tì vết luôn ạ. Và đặc biệt nó là triện, dòng triện gay sa nha các bác, triện gay sa. Và chất sứ của nó là sứ sứ vỏ trứng, mỏng nhưng mà rất là dai bền chắc nha các bác. Họa tiết vẽ tay, vẽ hoàn toàn thủ công luôn. Đấy, vô cùng đẹp ạ. Cái lỗi đáng tiếc nhất đó là một chiếc ly nó bị bể do quá trình vận chuyển nha các bác. Và em đã dán lại cái set này thì coi như là em sẽ tặng các bác để các bác có thể kết hợp và mình sưu tầm, mình trưng cũng rất là đẹp luôn ạ. Bởi vì nó bộ của nó có 5 set thôi nhưng mà một set một ly thì một tách thì bị lỗi rồi. Nên là không tránh được những cái đáng tiếc đấy ạ. Và em đo kích thước nha. Kích thước của tách tách trà thì là 5.5, chiều cao là 5.6, đĩa lót là 11 cm ạ. Còn cái bình trà này của em chiều cao không có nắp là 15, chiều cao cả nắp là 19 cm. Từ quai cho đến vòi là 20 cm nha các bác. Và bộ này nếu mà bình thường giá mà không bị lỗi ấy, thì sẽ rơi vào khoảng tầm 6 triệu, hơn 6 triệu. Nhưng mà giá do bị lỗi nên bộ này em sale giá xuống còn giá còn 5 triệu. Mã là 14G. Các bác thích thì chốt cho em mã 14G theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Vậy là hôm nay em đã giao lưu với các bác. À thôi, còn một mã nữa đi. Mã 15G ngày hôm nay cũng là mã cuối cùng nha. Mã này thì em có một chiếc ấm trà, ấm này là ấm men. Các bác có thể đun nước để pha trà hoặc là mình sử dụng để pha trà lá, trà mạn đều được hết ạ. Còn nó có 6 cái lỗ lọc. Họa tiết là hoa hồng. Hoa hồng. Đấy, đun được trên mọi loại bếp nha các bác. Bếp điện rồi bếp ga rồi bếp củi, bếp các loại bếp luôn. Đấy. Và mã là 15G, chiếc ấm này thì dung tích rơi vào khoảng tầm 1 lít rưỡi nha các bác. 1 lít rưỡi
Kích thước của ấm là 11 cm, chiều cao là 16 tính cả nắp nha các bác, và không tính nắp là 12, và mã là 15G. Chiếc ấm này thì em xin giao lưu với các bác giá là 580.000, mã là 15G. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi là video và ủng hộ em. Các bác thích mã nào thì các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em để em nói em chụp hình và quay video rõ hơn cho các bác ạ. Và em cảm ơn các bác, chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Tạm biệt các bác ạ.